sao đây? Thằng Đức Anh nó sập nguồn rồi. Mà bây giờ tao phải đưa khách đi chơi tiếp. Tao gửi vị trí, mày tới đón nó nhá. Ok, tao qua luôn nhá. Đợi chưa bạn ơi? Về chưa? Cứ nằm đây nhá. Tao đưa các ông đi chơi tiếp. Tao bảo cái Hân đón mày rồi đấy. Nhá. Như nào Quân ơi? Lâu thế? Về đi. Anh ơi, đợi em tí nhá. À, anh bảo đây. Em tăng nhiệt độ điều hòa lên giúp anh. Để ý thằng bạn anh một chút. Lát nữa vợ nó đến đón nhá. Vâng, vâng. Anh cảm ơn nhá. Anh ơi, anh có điện thoại kìa anh. Alo, dạ. Chị em là nhân viên của quán ạ. Vâng, anh ấy đang say lắm, anh không nghe nổi điện thoại đâu chị ạ. Vâng, quán em địa chỉ ở 43 Nguyễn Chí Thanh chị nhá. Vâng, vâng. Vâng, vâng, dạ, dạ. Anh ơi, người nhà anh sắp đi đón rồi anh nhá. Anh cố gắng đợi tí anh nhá. Anh về nhá.